cầu thủ Real Madrid khổ nhất châu Âu. Các cầu thủ Real Madrid có thể phải chơi tới 72 trận trong vòng 334 ngày ở mùa giải 2024-2025. Một lịch trình khổ ải mà hậu vệ Dani Carvajal gọi đó là nhiệm vụ bất khả thi. Thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ đối diện với một mùa giải mệt mỏi chưa từng có. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm nay và kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm sau, những cái đi ứng Mbappe giúp Bellingham. Vinicius sẽ tham gia vào một cuộc marathon mà họ biết chắc mình sẽ thua cuộc với 72 trận đấu trong 11 tháng. Lịch thi đấu thế này là bất khả thi, chỉ vì các cầu thủ là người máy. Còn không chắc chắn chúng tôi sẽ kiệt sức, Carvajal nói trên tờ AS. Mùa trước Real Madrid đã đi đến tận cùng các giải đấu với tổng cộng 62 trận, với kết quả vô địch La Liga, Champions League và siêu cúp Tây Ban Nha. Mùa này, nếu họ tiếp tục đi đến cuối con đường thì số trận còn tăng thêm 10. Trong khi đó, khoa học đá chứng minh các cầu thủ chuyên nghiệp chỉ đảm bảo phong độ ở ngưỡng 50-55 trận mỗi năm. 10 trận tăng thêm của Real Madrid bao gồm 4 trận ở Champions League, 1 trận cúp liên lục địa và 5 trận tại FIFA Club World Cup. Theo lịch thi đấu trước kia thì mùa giải thường kết thúc vào ngày 31 tháng 5 bằng trận chung kết Champions League. Nhưng nếu vô địch Champions League 2024-2025, các cầu thủ Real Madrid sẽ phải cày thêm 2 tháng nữa và chỉ được nghỉ ngơi vào giữa tháng 7. Tại Euro 2024, Carvajal đã chơi rất tốt, góp phần giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Một phần lý do quan trọng bởi hậu vệ 32 tuổi chỉ phải ra sân 41 lần tại Real Madrid mùa vừa qua. Sau mùa giải 2023-2024, tôi cảm thấy rất sung sức. Nhưng hãy nhìn những gì sẽ đến ở mùa giải tới. Với sự cúp Tây Ban Nha đá ở nước ngoài và cúp thế giới, các câu lạc bộ khiến bạn phải xa nhà thêm một tháng. Đây là lịch thi đấu không thể tin nổi. Chất lượng chuyên môn các trận đấu sẽ giảm xuống vì cầu thủ không thể chơi liên tục với mật độ 3 ngày trên trận, Carvajal phàn nàn. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng chung quan điểm với học trò khi cho rằng bóng đá thế này không thể bền vững. Những người có trách nhiệm nên tìm cách giải quyết bất cập hiện nay. Nhưng rõ ràng, các bên đều chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng họ, La Liga, UEFA, FIFA, Liên đoàn bóng đá. Các cầu thủ chẳng có ý nghĩa nào trong mắt họ. Bây giờ chúng ta có một FIFA Club, World Cup thể thức mới và Champions League với nhiều trận đấu hơn, trong khi giải pháp cho cơn bão chấn thương là giảm số trận đấu. Các cầu thủ, đặc biệt ở các câu lạc bộ hàng đầu, đang ngày càng bị bắt kiệt sức. Trong một phát biểu vào cuối năm ngoái, huấn luyện viên Pep Guardiola đưa ra một giải pháp có phần cực đoan là đình công. Chỉ có một giải pháp để thay đổi điều gì đó. Nếu tất cả các cầu thủ cũng quyết định dừng lại và không ra sân, tôi tin chắc UEFA và FIFA sẽ phải có phản ứng khác, vị thuyền trưởng Man City khẳng định.